Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Xin chào mừng các cô chú, anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh của Ngọc, Minh Ngọc Cuộc Sống Mỹ. Trong cái video này, Ngọc xin cập nhật những cái thông tin của ngày 27 tháng 8 về gia hạn tiền trợ cấp thất nghiệp 300-400 trên tuần và cái gói cứu trợ lần thứ hai. Bởi vì hôm nay là một cái ngày mà có thể là có những cái thông tin khả quan hơn về cái gói cứu trợ lần thứ hai. Và bây giờ quý vị biết là có một cái tiểu bang thứ tư đã có cái status là pay. Điều này có nghĩa là nếu như các bạn kiểm tra tài khoản thì có thể là tiền đã về tài khoản của quý vị rồi, 300 trên tuần quý vị nha. Và hiện giờ cái số tiểu bang mà chưa nộp đơn xin FEMA grant để chi trả cho cái tiền 300-400 trên tuần này bắt đầu nó hạ dần. Hiện giờ chỉ còn 6 tiểu bang chưa có nộp đơn thôi. Thì Ngọc cũng xin chia sẻ những cái thông tin cụ thể ở đây. Nếu như mà các bạn nhìn vào cái màn hình, trên màn hình này thì có một tiểu bang là đã pay, đó là Arizona. Thì cái thông tin này cũng cũ rồi ha, nhưng mà có một cái nơi là chưa có nộp đơn, đó là thủ phủ của Hoa Kỳ, Washington DC, chứ không phải là Washington State quý vị nha. Đây là Washington DC thì chưa có nộp đơn, mà cái thông tin cũng cũ rồi mà sao vẫn chưa thấy cập nhật gì hết quý vị ha. Nếu như quý vị thấy là payment pending có nghĩa là những cái tiểu bang này đã nộp đơn rồi, đã được chấp thuận rồi, trong đó có Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Georgia và Idaho. Đó là những cái tiểu bang đã được chấp thuận rồi nhưng mà tiền thì chưa có về tài khoản của quý vị nha. Và có một cái tiểu bang ở đây á, là đã nộp đơn rồi, đó là Delaware, và hai cái tiểu bang hiện giờ đang trong cái quá trình nộp đơn, đó là Hawaii và Florida. Thì tối hôm qua Ngọc cũng đã chia sẻ rồi. Và quý vị nhìn lên cái màn hình thứ hai thì chúng ta thấy có hai tiểu bang đã cho 400 trên tuần, đó là Kentucky và Montana. Thì cái thông tin này cũng cũ rồi ha. Nhưng mà quý vị thấy á, có những cái tiểu bang hiện giờ có những cái thông tin mới thì Ngọc cũng muốn chia sẻ. Và trên cái màn hình thì tiểu bang mà có cái chữ payment pending, đó là những cái tiểu bang đã được chấp thuận rồi, đó là Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota. Minnesota là chưa có nộp đơn quý vị ơi. Minnesota là chưa có nộp đơn nè. Mississippi là đã được chấp thuận rồi nè, Montana cũng đã được chấp thuận, và Missouri là cái tiểu bang là hôm qua Ngọc cũng đã chia sẻ là có tiền rồi quý vị nha. Nếu như mà các bạn ở Missouri thì các bạn có thể là chia sẻ với mọi người để chúng ta có thể là có những cái thông tin chính thức từ những cái người thật việc thật quý vị ha. Và cái thông tin trên cái bảng này á, thì quý vị thấy có những cái thông tin mới nè của ngày 27 tháng 8, đó là tiểu bang Ohio hiện giờ đã được chấp thuận rồi đó quý vị. Và hai cái tiểu bang chưa nộp đơn, đó là Nebraska và North Dakota. Quý vị, hai cái tiểu bang này vẫn chưa nộp đơn nè. Đó, còn lại quý vị thấy payment pending là đã được chấp thuận rồi, trong đó có New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island là những cái tiểu bang đã được chấp thuận rồi. Và những cái tiểu bang sau đây là những cái tiểu bang đang trong cái quá trình apply nè, đó là Nevada, New Jersey và Oregon thì đang trong cái quá trình apply, và tiểu bang đã apply rồi nhưng mà vẫn chưa được chấp thuận, đó là South Carolina quý vị nha. Thì những cái thông tin này chỉ có một vài tiểu bang là có cái thông tin mới thôi, còn lại cũng là cái thông tin Ngọc đã chia sẻ ngày hôm qua rồi. Tennessee, quý vị thấy cái Tennessee này không? Đây là cái thông tin mới mà Ngọc muốn chia sẻ với các bạn nè. Tennessee đã có pay rồi. Những ai ở Texas thì quý vị thấy là tiền đã về tài khoản khi mà nó chuyển qua status là pay ha. Tennessee hiện giờ nếu như các bạn ở Tennessee mà các bạn nhận tiền được rồi, các bạn có thể là thông báo với mọi người bằng cách là viết cái lời bình luận dưới cái phần comment đó quý vị. Thì trên đây Ngọc thấy cái status của nó là pay, đồng nghĩa với là nó tiền đã về với cái tài khoản của mình rồi. Nếu như mà bạn khai báo xin tiền thì nó sẽ về tài khoản của mình. Với trường hợp là dĩ nhiên bạn phải đủ điều kiện ha, tức là bạn phải nhận là ít nhất 100 đồng từ tiểu bang. Thì quý vị thấy là tuần nào thì khác tuần đó nha. Ví dụ như tuần này bạn có được 99 đồng thì bạn không có được tiền. Và những cái tuần còn lại mà bạn được 100 đồng trở lên thì bạn được tiền. Nhưng mà người ta sẽ tính từ những cái tuần mà ending của ngày 1 tây tháng 8, ngày 2 tây tháng 8 trở về sau, và hiện giờ chỉ được 3 tuần thôi quý vị nha. Còn tiểu bang nào mà được 4 tuần, 5 tuần thì các bạn có thể chia sẻ với mọi người ha. Thì quý vị thấy ở cái trang này chỉ có một tiểu bang chưa có nộp đơn, đó là Wisconsin. Còn lại là cũng thấy là ok. Liên quan đến cái gói cứu trợ lần thứ hai, hôm nay là một cái ngày đặc biệt. Ngày này thì theo như bà Nancy Pelosi bà nói là Mark đánh dấu 100 ngày kể từ cái gói cứu trợ lần thứ hai của bên Hạ viện được thông qua, đó là cái gói 3.000 tỷ đó quý vị. Thì cái gói đó đã được thông qua 100 ngày trước đây, nhưng mà hiện giờ chưa có cái gói cứu trợ lần thứ hai nào được ký và được trở thành đạo luật. Trong cái quá trình đàm phán của 3 cái tuần vừa qua thì cái ngày mà kết thúc đàm phán của cái gói cứu trợ lần thứ hai đó là ngày 7 tây tháng 8, thì hiện giờ là ngày 27 rồi, cách 20 ngày rồi quý vị. Thì hôm nay là một cái ngày đặc biệt bởi vì ông Mark Meadows là chánh văn phòng của đại diện bên chính quyền của Tổng thống Trump, đúng không vậy, của bên Tòa Bạch Ốc, là ông Mark Meadows gặp với Chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi. Thì hai người này sẽ gặp nhau hôm nay khoảng là 2-3 giờ chiều gì đó, cho nên là Ngọc cũng chưa có cái thông tin cụ thể. Nhưng mà cái thông tin khả quan ở đây là người ta sẽ gặp nhau chính thức tiếp tục đàm phán về cái gói cứu trợ lần thứ hai, chứ hôm bữa giờ 3 tuần qua là người ta không có gặp nhau quý vị, toàn là người ta trả lời câu hỏi phỏng vấn báo chí và những cái cuộc họp báo thôi. Thì quý vị thấy là 3 tuần tôi qua rồi thì bên Hạ viện người ta đã thông qua là 25 tỷ cho USPS. Đúng không quý vị? 25 tỷ đô la Mỹ cho USPS là thông qua rồi. Và bên Thượng viện thì chưa có thông qua gói nào hết, nhưng mà cái gói của Thượng viện, cái gói HEALS Act của Thượng viện thì bây giờ người ta có một cái gói nữa gọi là Skinny Bill. Thì cái gói này đã có một cái bản nháp, Ngọc cũng đã chia sẻ rồi, và trong đó cũng không có tiền ngàn hai, và cái gói 25 tỷ cho USPS cũng không có cái tiền ngàn hai luôn. Nhưng mà có thể ngày hôm nay người ta sẽ quay lại, người ta sẽ bắt đầu đàm phán về cái tiền 1.200. Hiện giờ cái tiền 1.200 giữa bên Thượng viện và bên Hạ viện, hai cái gói đề xuất của họ có một chút xíu khác nhau, nhưng mà hy vọng là người ta sẽ thông qua một cái gì đó liên quan đến cái tiền 1.200. Hiện giờ là chúng ta thấy là HEALS Act có 1.200 nè, HEALS Act cũng có 1.200, cho nên là hy vọng, Ngọc cũng hy vọng thôi chứ Ngọc không có dám cái gì mà có cái gì là chắc chắn để chia sẻ cho mọi người hết. Có thể là 4-5 giờ chiều nay khi mà người ta họp xong mình sẽ có cái thông tin và Ngọc sẽ tiếp tục chia sẻ. Hiện giờ mình chỉ biết chắc chắn một điều là Mark Meadows sẽ gặp bà Nancy Pelosi để tiếp tục đàm phán. Và hy vọng chiều nay có những cái thông tin mà chúng ta có thể là đáng kể để mình mà bàn tiếp quý vị ha. Hy vọng là có những cái thông tin về cái tiền 1.200. Thì đó là những cái thông tin mà Ngọc cũng muốn chia sẻ lại quý vị, ngắn gọn vậy thôi. Và hy vọng mọi người thấy những cái thông tin Ngọc chia sẻ ở đây hữu ích. Hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ Ngọc nha. Và quý vị có thể vào cái đường link Ngọc để trong phần mô tả để tiếp tục cập nhật về những cái thông tin liên quan đến tiền trợ cấp thất nghiệp. Và hy vọng mọi người sẽ ghé thăm kênh thứ hai của Ngọc là Ngọc Family ở Mỹ Học Tiếng Mỹ. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nha. Bye bye!